Nè, coi bên đó còn mấy phút nữa bên chỗ chị đó mệt á. Em coi em gỡ mạc luôn đi. Gỡ mạc luôn đi nè. Ừ. Xuống em mở khách cho mở cửa cho khách về chứ.
Đó, có mặt đây luôn rồi, hết lộn chứ nè. Chắc chị bé đó bữa sau qua qua cắt mùng thịt đi nè. Nói chị bé đó bữa sau qua cắt mùng thịt đi. Chị bé đó chỉ hai ghé mà. Chị tập khoản chị Loan đó. Thank you.